Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món canh chua từ lấm và đậu nhé. Cực kỳ ngon mà đơn giản, và vị chua mình dùng luôn hai quả cà chua với một chút nước canh như thế này. Nó sẽ có vị chua rất là nhẹ. Cho ít dầu ăn vào phi thơm hành rồi cho cà chua vào dầm lát lên. Rồi mình sẽ đổ cái nước, ở đây là nước luộc rau ấy. Thì mình sẽ dùng luôn, mình nấu chay mà nên mình dùng luôn cái nước luộc rau cho nó ngọt nhé. Sau đó mình cắt lấm, ở đây mình dùng lấm kim châm này, lấm đùi gà này, và lấm hương này, ba loại lấm để mình nấu canh ạ. Các bạn có lấm nào dùng lấm đấy nhá, nhưng mà khi sơ chế xế thì phải rửa thật sạch lấm nhá. Và sau đó mình sẽ đun sôi lên rồi nêm nếm lại gia vị thôi. Với cái món canh chua lấm này nó cực kỳ đơn giản, có thể là cho thêm ít nước sấu hoặc là tai chua hay là me vào. Ở đây thì mình muốn vị chua nhẹ thì nên mình dùng hai quả cà chua, cũng không cho thêm gì, các bạn có thể cho thêm cả dứa vào nhé. Và bây giờ các bạn thả cho mình thêm cà chua đậu vào như này, đậu cắt miếng nhỏ nhé. Lấm thì chúng ta cắt đi, ở đây lấm kim châm này thì chúng ta cắt đi cho nó đỡ dài quá, rồi chúng ta đun thật kỹ lên, thêm một ít lấm đùi gà, lấm hương thái nhỏ ra nữa cho vào cho nó ngon, nó phong phú ấy, món ăn ấy. Nêm gia vị thì nấu chay ấy, thế nên mình chỉ cho ít muối và ít bột ngọt thôi, không cần phải cho quá nhiều gia vị đâu ạ. Khi mà nó sôi kỹ lại thì mình sẽ cho thêm một ít hành lá và tắt bếp thôi. Món canh cà chua với đậu chay như này nó cực kỳ ngon, và lại kết hợp thêm ít lấm nữa vào thì nó lại vừa bổ dưỡng ấy. Với cái cách nấu vô cùng đơn giản như này thì mình đã có một món canh vừa ngon vừa hấp dẫn nhé. Đây là phần canh chay mình vừa làm xong á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.